để hướng đến sản xuất nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa đã vận động khuyến khích các hộ dân, hợp tác xã, doanh nghiệp thực hiện cho thuê, góp đất để hình thành vùng sản xuất tập trung quy mô lớn. Năm 2023, người dân các xã phường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã tích tụ, tập trung được 78 ha đất sản xuất nông nghiệp, vượt 11,4% so với kế hoạch tỉnh giao. Diện tích tích tụ tập trung tại phường Thiệu Khánh 20 ha, phường Quảng Tâm 20 ha phường Đông Cương 6 ha, xã Thiệu Vân 2 ha và 30 ha ở xã Đông Lĩnh. Trên diện tích đã tích tụ, thành phố Thanh Hóa đã phát triển nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao như mô hình trồng hoa siêu lợi nhuận tại phường Đông Cương, mô hình trồng hoa sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao tại xã Đông Lĩnh, xã Thiệu Vân với mô hình trồng cây ăn quả.